Chị chủ cố tỏ ra là mình ổn cho đến khi nhân viên sau 2 năm gắn bó rời đi. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip do camera ghi lại diễn biến cảm xúc của một chị chủ tiệm thuốc. Theo đoạn clip, chị chủ này tỏ ra rất bình thản và nằm vô tư bấm điện thoại trong lúc một bạn nhân viên đang thu dọn đồ dùng cá nhân trước khi rời đi sau 2 năm gắn bó. Mặc dù buồn nhưng chị ấy vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhân viên của mình trước khi bạn ấy rời đi. Sau khi chỉ còn một mình, chị đã thành thật với cảm xúc của mình. Chị ấy đã khóc như vừa chia tay một người thân trong gia đình vậy. Được biết, bạn gái trong câu chuyện sau khi ra trường đã được nhận làm việc tại tiệm thuốc này. Sau 2 năm làm việc, vì muốn đi theo con đường riêng của mình nên bạn gái xin nghỉ. Chị chủ biết thế, vẫn hiểu mỗi người có một cuộc sống cũng như hoài bão riêng nên vẫn chấp nhận cho bạn gái nghỉ. Nhưng sau khi về nhà, check cam cửa hàng lần cuối, bạn gái thật sự sững sờ khi mình vừa rời đi, chị chủ đã bật khóc nức nở. Vậy mới nói thay vì tìm một công việc tốt, hãy tìm một người chủ tốt. Hãy cứ cống hiến và nỗ lực rồi bạn sẽ tìm được một vị trí xứng đáng trong công việc. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!